Đồng Nai hiện có khoảng 3,2 triệu người, trong đó có hơn 280.000 người cao tuổi, chiếm tỷ lệ dưới 10% dân số. Tuy chưa bước vào quá trình già hóa dân số, nhưng Đồng Nai vẫn là một trong những địa phương có số lượng người cao tuổi nhiều, chỉ sau Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Những năm qua, công tác chăm lo cho người cao tuổi vẫn được các cấp, các ngành quan tâm, và đó phát huy vai trò của người cao tuổi và giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe. Nhân ngày quốc tế người cao tuổi và tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024, mời quý vị khán giả cùng nhìn lại công tác chăm sóc cho người cao tuổi qua ghi nhận của phóng viên thời sự. Cứ hai lần mỗi tuần, các thành viên của câu lạc bộ Tình Quê thuộc Hội Người Cao Tuổi, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa lại họp mặt để sinh hoạt. Những dịp chuẩn bị, biểu diễn, các hội viên cũng tranh thủ sắp xếp công việc để đến nhà văn hóa khu phố luyện tập mỗi tối. Câu lạc bộ hiện có khoảng 21 thành viên. Nhờ vào sự nhiệt tình, yêu thích các hoạt động văn hóa văn nghệ cộng đồng và sự động viên, ủng hộ từ gia đình, câu lạc bộ đã duy trì hoạt động được hơn 13 năm nay và trở thành nơi để người cao tuổi của phường gặp gỡ, rèn luyện sức khỏe, chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống. Các cô đa số là nghỉ hưu rồi, thì lương thì cũng ít, nhưng mà một năm thì các cô sẽ đóng tiền là 300.000, còn tất cả các cái trang phục các thứ là mình tự mua tự sắm. Con cháu đều ủng hộ, tức là dành thời gian cho ông bà đi tập vui khỏe, bởi vì là có giúp đỡ các con các cháu, nhưng mà các con cháu vẫn cứ ưu tiên cho ông bà, miễn là vui là khỏe. Cái nhân sự thì tuy nó hơi già thật, nhưng mà cái sự nói chung là nhiệt huyết của các chị thì có rất nhiều, nhưng mà tất cả những cái ngày hội, ngày tổng kết và của các ban ngành ở ngoài phường ấy là các cô đều được đi phục vụ cả. Nên cái sân chơi này là nó rất là bổ ích cho các cụ, mà các cụ rất là vui. Không phải là văn nghệ không đâu, các cô còn có dân vũ cũng là các cụ này, và cũng có dưỡng sinh cũng các cụ này, đều đi tham gia giao lưu và đi thi dự thi luôn. Đấy, thì các cụ mỗi khi mà nhận chương trình là các cụ phấn khởi lắm, khí thế lắm. Thưa quý khán giả, bên cạnh duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ để chăm sóc đời sống tinh thần cho người cao tuổi, thì hiện nay ngành y tế đang tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhóm đối tượng này. Người cao tuổi là đối tượng thường gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, trong đó cơ xương khớp là bệnh phổ biến, làm suy giảm chất lượng sống của người cao tuổi. Theo ghi nhận, có đến 60% người cao tuổi bị đau nhức xương. Hiện nay, bên cạnh tổ chức khám, chẩn đoán sớm để điều trị hiệu quả bệnh cơ xương khớp, các cơ sở y tế còn phát triển mảng vật lý trị liệu, phục hồi chức năng để tăng hiệu quả điều trị cho người cao tuổi. Bệnh viện Đồng Nai và khoa cơ xương khớp cũng đang mở rộng đào tạo nhân lực, cũng như mở rộng phòng khám để tiếp đón bệnh nhân. Mình nên tiếp cận từ xa, tức là từ các cái tuyến y tế xã, huyện và ở địa phương, hoặc là các cái vấn đề mình khám sức khỏe cho bệnh nhân, khám hỗ trợ tại địa phương để cho bệnh nhân có thể biết sớm bệnh của mình và có hướng điều trị phù hợp. Chủ đề của tháng hành động năm 2024, chung tay bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Việc triển khai tháng hành động là dịp để kêu gọi sự quan tâm, chăm sóc từ gia đình, cộng đồng và xã hội đối với người cao tuổi, giúp người cao tuổi sống khỏe, sống vui và ý nghĩa.